À, clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái cách để tắt cái update của cái chương trình download, hỗ trợ download IBM. Thì số các bạn có thể xài chương trình download này thì các bạn có thể biết là cái chương trình download này nó hay vô tình cập nhật cái phiên bản của nó mà là mất cái thuốc, là mất cái cây rắc của mình đi. Thì để cho tránh tình trạng mà không mất cái cây hoặc là crack này thì chúng ta có thể cài đặt cho nó ở cái chế độ cập nhật update như sau. Bạn vô Windows cộng phím R để ra thanh run này, đánh chữ re get disk. Ở trong này thì bạn cái thẻ này, cái machine user này, ở phần software bạn tìm xuống phần download manager ấy, và nhấn vào đây. Chú ý đến cái dòng là last check này. Last check này là cái thời gian cuối cùng mà nó check để update, thì chúng ta có thể ấn đúp vô để chỉnh lại cái thời gian này. Thì ở đây thì mình chỉnh rồi, đây là tháng 10 này, 21 này, mình chỉnh là năm này, cái năm này, này cho nó lớn lên. Thì ví dụ đây là năm 2060, mình nhận 2060 và nó ok đó. Thì đến 2060 thì nó mới update lần nữa. Thì ở cái tình hình sẽ ngăn cái việc update của cái chương trình IDM này. Rồi mong rằng cái clip của mình giúp ích cho các bạn nhé. Xin chào các bạn và hẹn các bạn ở clip sau.